Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục nha các bạn ha. Ở trong cái bài trước thì các bạn đã thiết lập cái Samba server ở cái tính năng là các bạn tạo ra một cái thư mục share và các bạn để là everyone nó có quyền full control ha, tức là các bạn đang làm ra một cái share không có bảo mật. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần số 2 của bài ha, là bây giờ chúng ta sẽ tạo ra những cái chia sẻ dữ liệu. Nó có được phân quyền rõ ràng ở trên cái Samba server ha. Thì để mà các bạn thực hiện cái phân quyền ở trên cái môi trường của Linux á, thì các bạn nhớ là các bạn sẽ có thể sử dụng các cái công cụ là chmod, các bạn có thể sử dụng cái công cụ là acl để mà các bạn phân quyền ở dưới file system của cái máy Linux. Nếu như các bạn nhìn và các bạn so sánh việc chia sẻ dữ liệu giữa Windows và Linux á, thì các bạn sẽ thấy là Samba server nó sẽ đóng cái vai trò là giống như là cái thao tác mà các bạn check vô cái share permission. Sau đó thì cái quyền truy cập xuống cái đối tượng file hay là thư mục của mình nó sẽ được quản lý bởi cái chmod, được quản lý bởi cái acl ha, mà các bạn thiết lập. Nếu như bạn nào đang sử dụng trên CentOS 7 hoặc là 8 á, thì các bạn nhớ lưu ý về cái vấn đề là cái file system mà cái máy của mình đang dùng. Nếu như cái phân vùng mà các bạn đang chia sẻ dữ liệu ra ở cái vị trí này á, các bạn đang sử dụng với cái file system á, nó là ST4 ha, thì các bạn cần phải tích kích hoạt cái tính năng ACL. Còn nếu như là cái máy chủ của bạn đang format là dạng XFS thì mặc định cái tính năng ACL này đã được kích hoạt sẵn rồi và các bạn không cần phải mở thêm ở trong cái VATC FS tab ha. Tuy nhiên ở đây thì mình cũng các bạn lưu ý là cách làm một chút. Rồi. Nếu như máy bạn là ST4 à, nếu như là ST4 thì các bạn sẽ vi đến vị trí etc fs tab ha. Rồi. Thì các bạn sẽ thấy là đây là cái volume manager nè. Rồi mà chỗ này nó sẽ là est4 nè. Thì lúc này các bạn sẽ phẩy ha, ghi thêm chữ acl vào để mà các bạn kích hoạt cái access control list vào. Sau đó thì để cho nó tác dụng thì ở trên cái est4 á thì các bạn sẽ mount trừ o remount cái phần vùng sạc này lại ha để nó tác dụng, hoặc là các bạn có thể restart lại cái máy chủ của mình một lần ha, để cho cái mount của mình nó tác dụng. Cái máy chủ hiện tại của mình á, thì các bạn thấy là nó đang dùng là XLS ha, nên mình sẽ không có ghi thêm vô trong cái file etc fs tab của mình thêm bất kỳ cái thông tin gì nữa. Thì bây giờ để mình chia sẻ dữ liệu ha, thì mình sẽ tạo ra một cái thư mục share. Rồi. Mình tạo ra hai cái group. Rồi, group student. Rồi, mình tạo ra cái group nữa là group teacher. Trong lúc mà mình gán cái đối tượng user hoặc là group ha, ở trong cái máy Samba thì thật sự là các bạn nên gán vào trong đây đối tượng của nó là group ha, gán đối tượng là group. Rồi mình sẽ tạo ra trong cái group student hai cái user. User 1. Rồi, mình tạo ra group student của mình đây là gì? User 2. Ở trong cái cụm làm ở cái phần phía trên á, thì mình đã tạo ra cái group teacher và group hai cái user là giáo viên 1 và giáo viên 2 rồi. Thì chỗ này mình sẽ kiểm tra lại thôi. Mình sẽ cat etc pwd mình nhìn. Đây thì mình chưa có tạo bạn ha, mình sẽ tạo thêm luôn. Phải tạo ra cái group teacher nè. Rồi, lúc mình đã báo có rồi. Tạo ra giáo viên 1 nè. Rồi, tiếp tục là sẽ tạo ra là giáo viên 2 nè. Rồi, coi như là mình sẽ có bốn cái user để mình thử nghiệm.
Sau đó thì mình sẽ phân quyền cho cái thư mục share của mình đó, nó có quyền là 750. Như vậy các bạn thấy là cái cụm quyền order của cái thư mục này là các bạn thấy là mình đang tước hết mọi cái quyền của nó rồi. Đây. Như vậy là ngoài cái user root ra thì ở thời điểm hiện tại này thì không có cái user nào nó có quyền ở trên thư mục share này cả. Sau đó mình sẽ cho cái group student nó sẽ được cái quyền là đọc và thực thi ở trên cái share này. Group teacher ha thì nó sẽ có quyền đọc ghi thực thi trên đây. Sau đó các bạn dùng lại công cụ là get facl, các bạn kiểm tra cái share này lại. Rồi các bạn coi cái quyền của nó ha. Hoặc là các bạn hãy ls-ld cái share. Rồi, các bạn xem quyền. Lúc này các bạn thấy là nó sẽ thêm cái dấu cộng này nè. Tức là nó nói rằng nó đang có cái quyền mở rộng. Thì khi mà các bạn thực hiện chia sẻ cái dữ liệu ở trên cái môi trường của Sapa thì cái password để mình login đó, mà nếu các bạn đang dùng ở trong cái username password bên trong nội tại của Samba server đó, thì cái password đó nó sẽ khác với cái password ở bên cái môi trường Linux. Thì các bạn sẽ phải định nghĩa ra một cái password. Các bạn dùng câu lệnh là smb passwd nè, rồi các bạn add vô cho cái user giáo viên 1. Rồi mình cho một cái pass 1 2 3 4 5 6 ha. Rồi đánh là tiếp 1 2 3 4 5 6. Rồi tiếp tục là định nghĩa cái password cho user giáo viên 2. Rồi cũng vậy là cho nó ngược lại 6 5 4 3 2 1 đi. 6 5 4 3 2 1. Rồi tương tự ha, tương tự mình sẽ làm cho cái user 1. 1 2 3 4 5 6 ha. Rồi 1 2 3 4 5 6. Rồi user 2 thì sẽ là 654321 ha. Rồi thì đến đây coi như là các bạn đã có được các cái user. Mỗi cái user của mình nó có cái password ở trong cái Samba server để mà lúc mà mình kết nối share vô ha thì nó sẽ có thông tin để mà nó xác thực ha. Bước kế thì các bạn sẽ đi định nghĩa cái thông số về cái share ở trong cái Samba server. Thì bây giờ các bạn sẽ mở cái file etc samba smb.conf ra. Cái phần global á, thì các bạn vẫn giữ nó bình thường ha. Rồi, thì lúc này thì mình sẽ cho nó thêm một cái cụm share nữa. Ví dụ như ở đây thì mình sẽ cho nó thêm một cái cụm share tên là cái share name của nó tên là data. À, chỗ này nó sẽ kết nối vào bên trong cái thư mục của mình, chỗ này nó sẽ là share đúng không ạ? Cái cụm này ở phía trên này á ha là ứng với cái bài phía trên của mình, là các bạn đang tạo ra một cái share mà everyone nó có thể truy cập vào. Thì bây giờ bạn thấy so với cái trên á thì nó khác cái gì? Nó có thêm cái chữ valid user. Valid user để mà các bạn xác định cái group nào được phép gọi là truy cập vào ở trong cái dữ liệu của mình. Ở đây các bạn thấy là có group teacher nè, có group student ha. Các bạn có thể xét cái fork cái mod create mod vô, ví dụ như là cái user mà khi nó tạo ra thì tạo ra cái file
thì cái quyền của nó là gì, tạo ra cái thư mục thì cái quyền của nó là gì. Và ở đây nó có thêm một option là inherit permission, tức là nó sẽ lấy thừa hưởng cái quyền từ cái thư mục cha của nó. Thì bây giờ mình sẽ tạm thời mình không sử dụng cái tính năng này. À, rồi mình lưu lại một cái đi. À, bây giờ mình có thể thêm vô ở trong cái share này ha. Để nguyên cái cụm này vào. Rồi, bây giờ chỗ này mình sẽ lưu lại. Sau đó thì mình sẽ system control restart cái SMB. Rồi, các bạn kiểm tra xem là cái bọt 445 nó có mở không. Rồi, bạn thấy nó mở nha. Rồi, mình sẽ tạm thời stop luôn cái file window của nó. Bây giờ mình đứng ở vị trí của cái máy Windows 10 đúng không ạ? Mình sẽ kết nối vào mình kiểm tra. IP đang là 192.168.181. 192.168.181. Rồi, nó hỏi mình username password. Mình sẽ nhập vô là giáo viên 1 123456. À, các bạn thấy nó có cái share đúng không ạ? Thì cái phần mà ở trong cái Samba server mà mình đang thử nghiệm ở đây nó sẽ tên là cái chỗ data đúng không ạ? Nó share tên là data, sẽ đích vô data. Rồi. Mình đang login vô bằng cái user giáo viên 1. À, thì mình sẽ tạo ra đây là gì? À, giáo viên 1 tập tin ha. Rồi, mình tạo ra một thư mục cũng là của giáo viên 1. Rồi, mình đã tạo xong. Thì bây giờ mình sẽ cd vô lại trong cái phần share này và kiểm tra coi. Thì các bạn thấy là cái user giáo viên 1 tạo ra tập tin và thư mục thì nó đang được thừa hưởng, nó đang bị ép với cái quyền là 77 ha. Sau đó thì ở đây thì mình sẽ rồi mình sẽ tắt đi cái phiên tại cái máy Windows mình đã mà này mình đang kết nối mà tắt tạm thời tắt đi rồi trên Windows để các bạn thử tắt đi cái phiên á thì các bạn dùng để thành hết use sao ha các bạn delete đi rồi yes À, cái lệnh netsudo sao delete này mà nếu như các bạn nhập xong rồi và các bạn kết nối lại thì nó sẽ vẫn có thể nó nhớ cái phiên ha. Thì các bạn phải thử này vài lần. Rồi mình thử kết nối lại xem sao. 181 ha. Rồi nó hỏi mình username password. Đúng không ạ? Rồi tạm thời nó vậy. Thì bây giờ mình chuyển qua bên cái Samba lại. À, xuống cái dòng cuối cùng nãy ha. Bây giờ mình kích hoạt cái tính năng là thừa hưởng quyền từ cái thư mục cha phía trên là inherit permission lên ha. Rồi mình lưu lại. Sau đó thì khởi động lại cái Samba server. Ở máy Windows 10 mình sẽ thử kết nối vào. Rồi user bây giờ giáo viên 2. Password là 654321. Mình vào bên trong cái data đúng không? Mình tạo ra cái file cũng tên là giáo viên 2, tạo ra một cái thư mục rồi cũng là giáo viên 2. Rồi bây giờ mình quay lại bên cái máy Linux để mình kiểm tra quyền hạn của nó. Thì các bạn sẽ thấy là đối với cái file giáo viên 2 á, khi mà tạo ra cái dữ liệu thì quyền của nó đang là 770. Thư mục của giáo viên 2 tạo ra quyền của nó vẫn là 770. Nó khác so với giáo viên 1 ở phía trên. À, tức là nó đang bị thừa hưởng áp cái quyền từ cái thư mục phía trên này nè, thư mục mà data của mình này. Các bạn đang để cái share nó đây nè, các bạn đang để với cái quyền là 770. Thì lúc này nó là tập tin và thư mục nó tạo ra chỗ này nó sẽ áp cái quyền là 770 tại cái vị trí này.
Rồi mình sẽ thử tắt cái phim đi, đúng không ạ? Tắt cái phim đi. Yes nè. Tiếp tục là chúng ta sẽ thử đăng nhập vô bằng với cái user 1 và user 2 của cái group gọi là cái group student của mình, xem coi nó ra tác dụng như thế nào. Rồi mình thử kết nối lại. Bây giờ đăng nhập vô là user 1. Password là 123456. À, các bạn thấy nó vào đúng không ạ? À, vào bên trong cái share data đúng không ạ? Rồi mình thử bấm Ctrl A. Rồi các bạn thử delete. Rồi mình kiểm tra coi nó xóa chưa. Thì các bạn thấy là ở đây là những cái file nó không có, nó user, cái loại user thuộc group student này nó đâu có quyền xóa trên cái dữ liệu này. Thử tạo dữ liệu được không? Nó báo là không có quyền, thấy không? Ở cái lần bài số 1 thì các bạn thấy là mình có tạo ra một cái share dùng chung. Bây giờ mình click vô được không? Các bạn thấy nó vẫn được đúng không? Đó, tạo ra cái xe ở đây mình ghi tên là user 1 student. Rồi. Rồi. Tiếp tục thì mình sẽ thử tiếp tục là tắt cái phim đi. Rồi, yes. Giờ tại cái vị trí này mình thử nhập vô bằng cái user size đi. User A, password A. Rồi các bạn thấy là nó vẫn vào đúng không? Nhưng mà nó vào được cái gì? Thứ mục data này, một share này, liệu là nó vào được cái nào? Thì ở trong cái phần mình thiết lập thì các bạn sẽ thấy là mình đã có làm hai cái chia sẻ, một cái share tên là share, một cái share tên là data. Mình đang đăng nhập vô bằng một cái user nói chung là không đúng so với hệ thống. Bấm vào data. À, bạn thấy nó không cho, đúng không ạ? Nhưng bấm vào share à, thì bạn thấy cho. Điều này rất là hợp lý thôi. Bởi vì cái share ở cái bài số 1 của cái cụm bài Samba này á, thì mình đang để nó là everyone, nó có quyền gọi là full control ở trên cái share này. Rồi. Thì đến đây các bạn tiếp tục ha, thực hành tiếp cho xong cái phần này. Ở trong cái phần video kế thì mình sẽ chuyển qua sử dụng tiếp một tính năng khác ở trong cái Samba server, là các bạn sử dụng tính năng là Veto File và Hide File. Thì hai tính năng này nó sẽ na ná giống như là cái tính năng ở trong cái phần File Server Resource Manager ở trong cái Windows Server 2012 2016 nó có ha. Rồi, chào các bạn nha.